Đó là sự thật. Các phát minh được thực hiện bởi vì ai đó thực sự tò mò đã đặt ra một câu hỏi và liên tục tìm kiếm câu trả lời. Nhưng khoan, không phải tất cả các phát minh đều xảy ra có chủ đích. Một trong số đó hoàn toàn chỉ là một tai nạn. Chào mừng bạn đến với Bạn Tò Mò và hôm nay chúng ta sẽ xem xét 10 phát minh tình cờ hàng đầu. Một, khoai tây lát chiên. Món ăn vặt được yêu thích đã khiến người Mỹ chi hơn 7 tỷ đô la mỗi năm. Đã ra đời như thế nào? Năm 1853, trong một nhà hàng ở Saratoga Springs, đầu bếp George Bestrom ngày càng khó chịu vì những lời phàn nàn của một khách hàng nào đó, người luôn nói rằng khoai tây chiên kiểu Pháp của ông chỉ vừa đủ giòn. Vậy nên giải pháp của ông là cắt củ khoai tây càng mỏng càng tốt, chiên ngập dầu và phục vụ nó với thứ mà ông cho là một lượng muối kinh tởm, và món ăn vặt này đã ra đời. 2. Que diêm. Vào năm 1826, quốc cơ đang khuấy và trộn một số hóa chất trong phòng thí nghiệm của mình thì bất ngờ nhận thấy một cục gì đó khô lại cuối que trộn của mình. Anh ta cố gắng cạo nó đi, nhưng ma sát làm bùng lên ngọn lửa. Và vì vậy anh ta bắt đầu tiếp thị đèn ma sát này và bán chúng trực tiếp từ hiệu thuốc của mình. Một vài lô đầu tiên được làm bằng bìa cứng, nhưng anh ấy nhanh chóng thay thế chúng bằng những thanh nẹp gỗ và mỗi hộp đi kèm với một miếng giấy nhám để quẹt diêm. 3. Giấy ghi chú. Năm 1968, một nhà hóa học làm việc cho công ty 3M tên là Spencer Silver nảy ra một ý tưởng về một loại keo dính ít dính, đủ mạnh để giữ giấy trên các vật thể khác. Nhưng chủ yếu để khi bạn kéo ra thì không có gì bị rách hoặc gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Anh ấy đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng tìm ra một ứng dụng thực tế cho chất kích dính này, nhưng vô ích. Nhưng sau đó một trong những đồng nghiệp của ông tên là Albright đã nảy ra một ý tưởng về một loại dấu trang có độ dính thấp, và do đó phát minh mà chúng ta ngày nay gọi là giấy ghi chú đã ra đời. 4. Đất nặng. Noel McVicker đã tạo ra một chất từ nước, bột mì, muối, axit boric và dầu khoáng. Bây giờ có lẽ không có gì ngạc nhiên khi thứ có mùi hôi thối mà trẻ em đã chơi trong nhiều thập kỷ. Ban đầu được thiết kế để làm chất tẩy rửa giấy dán tường. May mắn cho Cleo McVicker, nhà phát minh ban đầu của nó, con trai ông đã phát hiện ra một công dụng khác, đó là đất nặng. 5. Lò vi sóng. Bây giờ hãy quay lại thời chiến vào những năm 1940, khi công ty Raytheon của Mỹ đang nghiên cứu các ống 500 trong phòng thủ radar. Một trong những kỹ sư Betsy Penn chú ý rằng thanh kẹo của ông đã bắt đầu tan chảy do tiếp xúc với bức xạ đến từ magnetron. Chiếc lò vi sóng gia đình đầu tiên được sản xuất và phân phối bởi công ty của ông vào năm 1967, trước sự thích thú của những người hoàn toàn không có khả năng nấu một bữa ăn. 6. Khóa giãn. Vào năm 1941, khi đang cùng chú chó của mình đi săn ở một khu rừng ở Thụy Sĩ, kỹ sư Jacques de Metau đã trở nên tức giận khi quả dính bắt đầu bám vào con chó và quần của ông ấy. Sau khi dành rất nhiều thời gian để tách chúng ra, ông nhận thấy những gờ của cái này sẽ bám vào bất cứ thứ gì giống như một hình vòng. Ông có thể tạo ra một cơ chế như vậy một cách nhân tạo và khóa giãn thứ mà có một phần gây dính và một phần khác để nó dính vào đã được cấp bằng sáng chế chính thức vào năm 1955. 7. Máy tạo nhịp tim. Những năm 1950, Wilson Raybeck làm việc với vai trò một nhà nghiên cứu y tế sau khi rời khỏi hải quân. Anh ta đang chế tạo một bộ dao động để ghi lại tiếng tim khi anh ta kéo nhầm điện trở ra. Sau khi lắp ráp lại thiết bị của mình, anh nhận ra rằng chúng đang phát ra một nhịp điệu nhịp nhàng. Anh nhận ra rằng phát minh tình cờ này có thể được sử dụng để điều chỉnh trái tim của con người. Sau khoảng 2 năm cải tiến nó, ông đã được cấp bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới về máy tạo nhịp tim cấy ghép. 8. Thuốc súng. Thuốc súng trở thành chất nổ vật lý đầu tiên và đã tạo nên một cuộc cách mạng trong chiến tranh kể từ khi người Trung Quốc phát minh ra nó. Trở Triều Thai, phát minh này được cho là nhà thuật giả kim của Trung Quốc bởi các đạo sĩ đang cố gắng tạo ra thuốc trường sinh và tìm sự bất tử. 9. Hay không thì tùy bạn, nó được phát minh vào thời nhà Đường vào cuối thế kỷ thứ 9 sau khi họ trộn muối diêm, lưu huỳnh và than củi. Vào thế kỷ 12, lần đầu tiên nó được sử dụng trong các loại vũ khí như mũi tên lửa, bom và trường thương lửa, trước khi súng, lựu đạn, bom, vân vân bắt đầu trở thành thứ thuốc súng phổ biến. 9. Pháo hoa. Chỉ đến khi Alfred Nobel tình cờ phát hiện ra một phương pháp để bảo quản chất này mà không làm mất đi sức mạnh của nó, mọi người mới thực sự có thể bắt đầu nhìn thấy pháo hoa. 10. Penicillin. Trước khi phát minh ra thuốc kháng sinh, hàng trăm người trên thế giới sẽ chết vì các bệnh nhiễm trùng. Đơn giản vì họ không có cách nào để tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể để giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng. Năm 1929, một nhà vi khuẩn học trẻ tuổi tên là Alexander Reming trở về nhà vào phòng thí nghiệm của mình sau một kỳ nghỉ và đang dọn dẹp thì nhận thấy một đĩa Petri chứa vi khuẩn Staphylococcus bị bỏ quên. Bây giờ ông nhận thấy rằng nấm mốc đã giết chết gần như tất cả các vi khuẩn.
Vi khuẩn này sau đó được xác định là Penicillium notatum. Và sau khi nghiên cứu sâu hơn, Fleming nhận ra rằng vi khuẩn này có thể tiêm cho động vật nhỏ mà không có tác dụng phụ nào. Một thập kỷ sau, Howard Lowry và Achen tiếp thu công trình của Fleming và phân lập chất diệt vi khuẩn trong nấm mốc mà họ đặt tên là penicillin. Năm 1945, ba người trong số họ đã đoạt giải Nobel y học. Vậy là xong, 10 phát minh tình cờ hàng đầu. Hãy cùng tham gia hành trình đi đến tương lai, nơi mà đa phần các công việc đều được tự động hóa nhờ vào trí tuệ nhân tạo. Sẽ ra sao nếu chúng ta thấy cơ chế tự động ở khắp mọi lĩnh vực, từ nông nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất chế tạo, giáo dục, cho đến y tế, chăm sóc khách hàng và hơn thế nữa. Điều này có thể sẽ gây nản lòng đối với một số nhân viên làm việc chăm chỉ, nhưng nói như vậy cũng không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ con người ra khỏi chuỗi lao động, mà nó có nghĩa là con người chúng ta đã nâng cán cân nhận thức của mình lên một tầm cao mới. Trí tuệ nhân tạo tồn tại với mục đích hỗ trợ con người hoàn thành công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và loại bỏ những công việc buồn chán. Các bạn có bao giờ tự hỏi trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi công việc của chúng ta như thế nào trong tương lai? Ngân hàng. Hãy thử hình dung bạn đang đi vào ngân hàng mà không cần phải xếp hàng hay không phải nhờ đến nhân viên hỗ trợ cho các giao dịch của bạn. Tất cả những gì bạn thấy xung quanh là các cỗ máy đang tự động thực hiện các giao dịch của bạn một cách dễ dàng. Tiện quá đúng không? Điều này đồng nghĩa với việc không còn giao dịch viên, nhân viên kế toán hay nhân viên môi giới nữa, mà sẽ có nhiều quản lý quan hệ công chúng và chuyên gia công nghệ hơn. Ngành bán lẻ. Các bạn có từng để ý là các người máy chất hàng và máy bán hàng tự động đã dần dần trở nên quen thuộc trong trải nghiệm mua sắm của chúng ta không? Và đón xem, đây chỉ là phần nội của tảng băng trôi thôi. Những công việc nhàm chán và đơn điệu như đóng gói, chất hàng, tính tiền đều sẽ được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo. Và sẽ sớm thôi, tất cả những gì chúng ta cần là các nhân viên chăm sóc khách hàng và các chuyên gia công nghệ. Sản xuất chế tạo. Các bạn có biết việc phạm lỗi của con người trong các đơn vị sản xuất chế tạo đã gây thiệt hại và nguy hiểm đến mức nào không? Trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ giúp phát triển các quy trình sản xuất hiệu quả hơn, mà nó còn loại bỏ các lỗi của con người, rút ngắn thời gian quyết định và gia tăng năng suất. Những công việc văn phòng sẽ bị loại bỏ, nhưng nhu cầu về chuyên viên bán hàng, kỹ sư và chuyên gia công nghệ sẽ tăng vọt. Y tế. Sẽ ra sao nếu bạn được chẩn đoán chính xác về sức khỏe của mình trước cả khi đến gặp bác sĩ? Phải, tương lai đó không còn xa nữa. Trí tuệ nhân tạo hiện nay đang học cách chẩn đoán những vấn đề về sức khỏe phổ biến và có thể cho ra kết quả về sinh hiệu của bệnh nhân. Và đương nhiên, khi đó chúng ta sẽ không cần đến nhân viên ghi nhận tình trạng sức khỏe, nhưng các y tá và bác sĩ sẽ không bao giờ bị thay thế hoàn toàn được, vì chúng ta luôn có thêm nhiều tình huống mới phát sinh mà trí tuệ nhân tạo không xử lý một cách hiệu quả nhất. Khai thác mỏ và năng lượng. Con người luôn luôn đòi hỏi những món quà đến từ thiên nhiên, vậy nên trí tuệ nhân tạo đang cố gắng giúp các công ty chuyên về năng lượng và dầu mỏ thực hiện các phương pháp bảo tồn mới cũng như gia tăng hiệu quả khai thác và sản xuất. Những công việc lặp đi lặp lại và các công việc hành chính có liên quan đến thao tác dữ liệu như tính toán các chỉ số sẽ bị thay thế, trong khi nhu cầu về công việc đòi hỏi kỹ thuật cao sẽ tăng cao. Nhưng tất cả các loại công nghiệp đều có mặt tốt và mặt xấu. Ứng dụng công nghệ nhân tạo có thể sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp cho xã hội. Trí tuệ nhân tạo không thể tự suy nghĩ, nó chỉ thực hiện những nhiệm vụ có trong cơ sở dữ liệu và không thể xử lý được những tình huống bất ngờ. Vậy nên nó thường gặp trục trặc khi gặp những tình huống như vậy. Trí tuệ nhân tạo có giá rất cao, đòi hỏi phải bảo trì, sửa chữa thường xuyên, gây hao tốn chi phí. Công nghệ này sẽ khiến cho các nhân viên trở nên lười biếng khi họ đã quen với việc để máy móc hoàn thành công việc của họ. Từ những gì đã phân tích, có thể đưa ra kết luận rằng trí tuệ nhân tạo không có khả năng hoàn toàn thay thế công việc của con người, nhưng nó sẽ thay thế và thay đổi bản chất của công việc. Các công ty có thể phải hệ thống lại cơ cấu tổ chức, và các nhân viên sẽ phải được đào tạo lại để có thể làm việc ở công ty với một vị trí phù hợp theo cơ cấu và những yêu cầu mới. Sự tương tác giữa con người và máy móc sẽ đòi hỏi con người phải phát huy thêm các kỹ năng hiện có hoặc hình thành thêm các kỹ năng mới. Nhưng sự hòa hợp giữa đôi bên sẽ mang lại nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm cải thiện năng suất, phát triển bình quân đầu người và nâng cao hiệu quả hợp tác. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể sống lại khoảnh khắc yêu thích thời thơ ấu bằng cách trở lại quá khứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể nhìn thấy mình trông thế nào khi già đi? Liệu có cách nào chúng ta có thể quay trở lại quá khứ hoặc lén vào tương lai của mình không? Việc du hành thời gian có khả thi không? Chà, thật sự là tất cả chúng ta đều du hành thời gian. Tuy nhiên, thực tế có vẻ còn rất lộn xộn. Không phải tất cả các nhà khoa học đều tin rằng du hành thời gian là khả thi. Một số người còn nghĩ rằng nó nguy hiểm và bất cứ ai muốn thử thực hiện sẽ dẫn đến tử vong. Nhưng chúng tôi tò mò và bạn cũng tò mò. Vậy nên hãy cùng xem một số lý thuyết về du hành thời gian.
Một nhà khoa học của thế kỷ 20, Albert Einstein, đã phát triển một lý thuyết gọi là thuyết tương đối đặc biệt. Thuyết tương đối đặc biệt của Einstein nói rằng thời gian chậm lại hoặc nhanh hơn tùy thuộc vào tốc độ bạn di chuyển so với một thứ khác. Chúng ta di chuyển trong không gian càng nhanh thì sẽ càng mất ít thời gian, ít nhất là đối với một người quan sát đứng yên. Chúng ta hãy lấy một ví dụ về nghịch lý song sinh để hiểu thuyết tương đối đặc biệt. Nghịch lý song sinh là một thí nghiệm tư duy trong thuyết tương đối đặc biệt liên quan đến cặp song sinh giống hệt nhau. Người anh của cặp sinh đôi John quyết định thực hiện chuyến du hành vào vũ trụ bằng 3 tên lửa tốc độ cao, trong khi người em Jack vẫn ở lại trái đất. Giả sử tuổi của cặp song sinh là 15 tuổi, khi John quyết định rời trái đất trong một phi thuyền du hành với tốc độ khoảng 99,5% tốc độ ánh sáng, nhanh hơn nhiều so với tốc độ chúng ta có thể đạt được hiện nay. Và anh ấy chỉ tổ chức sinh nhật 5 lần trong hành trình đó. Khi anh ấy về nhà ở tuổi 20, anh ấy thấy rằng người em sinh đôi Jack hiện đã 65 tuổi, đã nghỉ hưu và đang vui vẻ với những đứa cháu của mình. Bởi vì đối với John, thời gian trôi qua chậm hơn, anh ấy sẽ chỉ trải qua 5 năm cuộc đời. Trong khi Jack, em sinh đôi của anh ấy, sẽ trải qua 50 năm. Do tiếp cận với tốc độ ánh sáng, John, người ở trong phi thuyền, và đi chậm hơn nhiều so với người anh em sinh đôi ở nhà. Nhưng đó có thực sự là du hành thời gian? Có lẽ không phải theo nghĩa mà chúng ta thường nghĩ về nó, nhưng theo bản chất của không thời gian thì đúng vậy. Vậy nên, nếu cuộc hành trình của John bắt đầu vào năm 2003, thì anh ta sẽ chỉ mất 5 năm để đi đến năm 2053, trong khi Jack phải mất 50 năm. Theo một nghĩa nào đó, điều này có nghĩa là John đã được du hành thời gian. Cho đến nay, chúng ta chỉ mới khám phá được việc du hành thời gian vào tương lai. Nhưng liệu du hành ngược thời gian có khả thi không? Thật là bối rối khi nghĩ về du hành thời gian. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quay ngược thời gian và ngăn không cho cha và mẹ bạn gặp nhau? Bạn sẽ ngăn bản thân mình được sinh ra. Nhưng nếu bạn không được sinh ra, thì bạn không thể quay ngược thời gian để ngăn họ gặp nhau. Có rất nhiều nghịch lý chứng minh hoặc cho chúng ta thấy lý do tại sao du hành thời gian về quá khứ là không thể. Hãy xem xét thêm những ví dụ này. Nghịch lý ông nội. Bạn du hành ngược thời gian và giết ông nội của bạn. Vậy nên bây giờ ba của bạn sẽ không được sinh ra và bạn cũng vậy. Vậy nếu thậm chí bạn còn chưa được sinh ra, thì ai giết ông của bạn? Đã đến lúc suy gẫm rồi đấy, các bạn. Nghịch lý Hitler. Bạn du hành trở lại quá khứ và giết Hitler. Lịch sử thay đổi và bây giờ không có Hitler. Bây giờ nếu Hitler không tồn tại, tại sao lúc đầu bạn quay lại quá khứ để giết hắn? Nghịch lý vòng lặp vô hạn. Một người đàn ông du hành về quá khứ và kết hôn với một phụ nữ. Sau đó anh ta trở lại hiện tại. Người phụ nữ mang thai và có một cậu con trai. Nhiều năm sau, người con trai đó trở thành nhà du hành thời gian xuyên không về quá khứ và kết hôn với người phụ nữ. Vậy bây giờ, ai là con, ai là ba? Nếu trên thực tế những nhà khoa học này đúng và giả sử việc du hành về quá khứ sẽ gây ra một nghịch lý, thì chúng ta đã có câu trả lời. Du hành thời gian về quá khứ là không thể. Vậy để trả lời câu hỏi của bạn là du hành thời gian có khả thi không? Đối với tương lai, có. Nhưng đối với quá khứ thì hiện tại là không. Với sự bùng phát chết người của virus corona, tất cả mọi người đều đang chia sẻ các biện pháp phòng ngừa cơ bản. Đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc cơ thể, ở nhà và cách được biết đến nhiều nhất và hiệu quả nhất, rửa tay. Đúng rồi, nhưng bạn đã bao giờ nghĩ đến nước rửa tay khô hiệu quả như thế nào? Chúng có thực sự tiêu diệt vi trùng không? Vi trùng có thể tồn tại trên một thanh xà phòng không? Bạn có thể bị ốm khi sử dụng một thanh xà phòng? Bùm! Quá nhiều câu hỏi. Bạn tò mò, hãy đăng ký ngay. Chúng tôi có tất cả câu trả lời cho những câu hỏi của bạn. Nước rửa tay khô hiệu quả như thế nào? Chúng có thực sự tiêu diệt vi trùng không? Nước rửa tay khô có nhiều loại khác nhau như dạng keo, dạng bọt và dạng lỏng, được tạo thành từ các thành phần hoạt tính dựa trên rượu, chẳng hạn như isopropanol hoặc ethanol, và các thành phần không hoạt động như glycerin và nước hoa. Nước rửa tay khô tốt phải có nồng độ cồn ít nhất 60% để diệt vi trùng hiệu quả. Nhưng liệu nước rửa tay khô có thể tiêu diệt tất cả các loại vi trùng? Không, nó không thể. Các nghiên cứu cho thấy chúng có thể nhanh chóng làm giảm số lượng vi trùng, nhưng không loại bỏ được tất cả các loại vi trùng. Nó có thể không loại bỏ được hóa chất độc hại,
thuốc trừ sâu hoặc kim loại nặng khỏi tay chúng ta. Chúng được sử dụng trực tiếp trên bề mặt da của bạn mà không cần sử dụng nước. Sau khi thoa, bạn phải xoa lên tay cho đến khi chúng khô. Vâng, nước rửa tay có thể làm cho tay của bạn sạch sẽ, nhưng nó sẽ không có nghĩa là sẽ giúp bạn không bị bệnh. Vì vậy, tốt nhất bạn nên rửa tay đúng cách bằng xà phòng và bất cứ khi nào bạn có thể. Bây giờ, chúng ta đến với phần thứ hai của tình thế khó xử của chúng ta. Vi trùng có tồn tại trên một thanh xà phòng không? Bạn có thể bị ốm khi sử dụng một thanh xà phòng không? Mục đích chính của xà phòng là làm sạch cơ thể của bạn, và nó cũng vậy. Khi rửa tay bằng xà phòng và nước, xà phòng chắc chắn làm sạch tay của bạn, nhưng nó vẫn để lại vi trùng trên thanh xà phòng. Những vi trùng này chủ yếu là hệ vi sinh vật trên da của bạn và không có hại lắm. Nhưng trong một số trường hợp, khi hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn bị tổn hại và không thể chống lại những tác nhân gây bệnh, bạn có nguy cơ bị nhiễm trùng ngay cả từ hệ vi khuẩn trên da của bạn. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể bị nhiễm trùng hoặc mắc bệnh nếu bạn dùng chung xà phòng với người khác. Đôi khi vi khuẩn hoặc vi trùng trên da có thể không gây hại cho họ, nhưng có thể gây hại cho người khác. Bạn có thể lây truyền virus như cảm lạnh thông thường hoặc cúm qua thanh xà phòng. Đôi khi thanh xà phòng bị ướt và trở nên nhầy nhụa. Điều này có thể góp phần vào sự phát triển của vi trùng trên thanh xà phòng. Do đó, bạn nên làm ướt và tạo bọt xà phòng trong khoảng 35 giây trước khi sử dụng. Ngoài ra, điều cần thiết là giữ cho thanh xà phòng khô ráo giữa các lần sử dụng để bảo đảm rằng tất cả vi trùng đã bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, nếu bạn có hệ thống miễn dịch bị tổn hại, thì bạn nên sử dụng nước rửa tay để tránh tiếp xúc không cần thiết với vi trùng. Đó là tất cả những gì chúng tôi có cho bạn ngày hôm nay. Tóm lại, rửa tay và vệ sinh tay của bạn đúng cách cho đến khi khô ráo, tránh xa vi trùng, giữ gìn sức khỏe và khôn ngoan. Hãy giữ an toàn. Để xem thêm những video như thế này, hãy đăng ký ngay. Con người luôn có hứng thú với tốc độ, luôn muốn đi nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn, cho dù đó là trên bộ, trên biển hay đường hàng không. Chào mừng bạn đến với Bạn Tò Mò, và đây là 10 thứ nhanh nhất trên thế giới. Động vật nhanh nhất trên mặt đất. Báo đốm, nó có thể chạy với một tốc độ gần 100 km/h. Điều gì làm cho loài báo đốm nhanh như vậy? Chà, loài báo đốm có lỗ mũi mở rộng giúp nhận thêm lượng oxy. Chúng cũng có phổi và tim mở rộng để bơm lượng máu đầy oxy xung quanh cơ thể đến các cơ, để đảm bảo chúng có thể đạt được tốc độ đáng kinh ngạc đó. 9. Chim cắt, còn được gọi là chim bồ cắt. Nó đạt tốc độ lên đến, đón xem, hơn 300 km/h. Nó là động vật bay nhanh nhất trên bầu trời, và đơn giản là không thể có con vật nào chạy nhanh hơn, hoặc chính xác hơn là bay nhanh hơn nó. 8. Cá kiếm, là một nhóm cá săn mồi được biết đến với tên gọi cá kiếm vì những chiếc mỏ dài giống như thanh kiếm của chúng. Những con cá kiếm này bao gồm cá bươm, cá cờ, và cá kiếm có thể dài tới gần 5 mét. Chúng đã được ghi nhận từng nhảy lên khỏi mặt nước với tốc độ lên đến 80 km/h và bơi lội hơn 100 km/h. 7. Chim đen SR-71 đã đạt 3.529 km/h vào năm 1976. Hơn 4.000 tên lửa đã được bắn vào chiếc máy bay này nhưng không trúng được nó. Đơn giản là vì nó quá nhanh, tên lửa không thể bắt kịp. Đó sẽ là một kỷ lục rất khó bị phá vỡ. 6. JR Maglev MLX-01 được thiết kế bởi công ty đường sắt trung tâm Nhật Bản. Nó trông giống như một cái gì đó của một bộ phim khoa học viễn tưởng. Một khi nó đạt đến 40 km/h, bánh xe của nó sẽ tự động thu lại. Vậy nên nó sẽ di chuyển trên không khí, phải? Đại loại vậy, mặc dù đệm từ hoặc MLU được sử dụng để đạt được điều này. Vào tháng 4 năm 2015, sử dụng nam châm siêu dẫn, nó đã đạt tốc độ 595 km/h. 5. Xe hơi nhanh nhất, kỷ lục được nắm giữ bởi Bugatti Chiron, có giá khổng lồ 2,7 triệu đô la. Nó đạt tốc độ 447 km/h. Cạnh tranh với nó là một chiếc xe có mức giá tương đối là phải chăng, Koenigsegg Carrera, chỉ với 2,1 triệu đô. Mà tốc độ của nó ở trên một con đường cao tốc Nevada là 457 km/h. 4. Khi bạn nghĩ đến những cơn gió thực sự mạnh,
bạn có thể nghĩ đến những trận cuồng phong và lốc xoáy. Sự khác biệt giữa hai thứ đó là gì? Chà, lốc xoáy di chuyển trên đất liền, còn bão di chuyển trên mặt nước. Đơn giản vậy thôi. Lốc xoáy có xu hướng có đường kính nhỏ hơn, nhưng tốc độ gió tổng thể của nó nhanh hơn bão. Và vào tháng 5 năm 1999, một loạt các cơn lốc xoáy đã gây nên cảnh tàn phá ở Oklahoma, Mỹ. Một cơn lốc xoáy được gọi là lốc xoáy cầu Rigmore có tốc độ đáng kinh ngạc 321 km/h và được phân loại ở mức F5, mức cao nhất. 3. Máy tính nhanh nhất. Máy tính nhanh nhất là Tiani 2. Nó có thể lưu trữ 12,4 petabyte và có bộ nhớ 1,3 petabyte. Vậy điều đó có ý nghĩa gì? Chà, 1 petabyte tương đương với 1.000 terabyte. Vậy nên quá đủ để lưu trữ tất cả các ảnh Instagram của bạn. 2. Khi nói đến phương tiện truyền thông xã hội, Facebook dẫn đầu với hơn 200 tỷ người dùng đang hoạt động. Nhưng trong video này chúng ta đang nói về tốc độ. Vậy nên hữu ích hơn là ứng dụng này có số người dùng hoạt động hàng tháng tăng nhanh nhất với 461 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. WhatsApp và Instagram được xếp ở vị trí thứ hai với 400 triệu, trước WeChat và Snapchat và Twitter. 1. Thứ nhanh nhất trên trái đất tất nhiên là tốc độ ánh sáng. Ánh sáng di chuyển với tốc độ khoảng 670 triệu, 616.629 dặm trên giờ. Một người di chuyển với tốc độ ánh sáng sẽ đi vòng quanh xích đạo khoảng 7 lần rưỡi trong một giây. Để dễ hình dung hơn thì một máy bay phản lực thương mại bay 804 km/h mất 4 tiếng đồng hồ chỉ để vượt qua lục địa Mỹ. À, âm nhạc. Ngôn ngữ duy nhất mà mọi người hiểu được bất kể nền văn hóa nào. Âm nhạc chạm đến chúng ta một cách sâu sắc dù là thể loại nào. Rõ ràng là chúng ta không cần bất kỳ nghiên cứu nào để chứng minh điều này. Tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm nó phải không? Bạn có thể tưởng tượng nổi cảnh không có thứ gì để khiến chúng ta nhịp chân, búng tay, lắc đầu hay lắc lư không? Chúng ta chắc chắn không thể tưởng tượng được một thế giới không có âm nhạc. Dù vậy, bạn có bao giờ tự hỏi âm nhạc ảnh hưởng đến bộ não của bạn như thế nào không? Bạn tò mò, chúng tôi có câu trả lời. Khoảnh khắc chúng ta nghe bản nhạc yêu thích của mình, nó kích hoạt các trung tâm khoái cảm trong não, giải phóng dopamine, một chất truyền dẫn thần kinh có thể khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc ngay lập tức. Lần đầu tiên chúng ta nghe nhạc, một phần của Thùy Thái Dương xử lý âm thanh và các chức năng khác như hiểu được lời nói và vỏ não thính giác sẽ kết hợp với tiểu não để phân chia các phần cơ bản của âm nhạc, cao độ và âm lượng. Tiểu não cũng hoạt động như một tác nhân kết nối hạch hạnh nhân, một tập hợp các tế bào thần kinh nằm sâu trong thùy trung gian của não và chịu trách nhiệm xử lý cảm xúc, nhanh chóng sinh ra một lượng dopamine. Bạn có nhớ lúc bạn cảm thấy thích thú hoặc thoải mái khi nghe một bài hát không? Đây chính xác là cách âm nhạc hoạt động cùng với bộ não của chúng ta để khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu. Nó vừa phức tạp vừa đẹp đẽ, có phải không? Các thể loại âm nhạc khác nhau khơi dậy cảm xúc khác nhau trong não của chúng ta. 1. Pop, hip hop, nhạc đồng quê và garage. Những thể loại nhạc này chắc chắn khác nhau, nhưng chúng có tác động tương tự đến não của chúng ta. Tính chất lặp đi lặp lại, bắt tai và tiết tấu nhanh của dòng nhạc này sẽ khiến người nghe hài lòng và muốn nhún nhảy hoặc hát theo. Những thể loại này giúp giây phút thư giãn mỗi ngày của chúng ta trở nên hoàn hảo. 2. Metal và rock. Nhạc metal và rock được xem như cách để giúp mọi người đối phó với căng thẳng và cảm giác chán nản. Điều trớ trêu của thể loại này là những tiếng gầm gừ, la hét và nhịp trống lớn của nó thực sự giúp mọi người cảm thấy bình tĩnh hơn và khiến họ giảm căng thẳng. 3. Nhạc cổ điển và sa. Nhạc cổ điển và sa là hai thể loại phức tạp hơn. Chúng có các nốt nhạc mới trong hầu hết các phần thay vì chỉ lặp lại. Việc nghe những thể loại này giúp cải thiện khả năng tập trung và sự chú ý của thị giác. Chúng cũng thúc đẩy thái độ tích cực. 4. EDM và trăng. Nhạc EDM hay nhạc điện tử và nhạc trăng ngay lập tức giải phóng bạn và đưa bạn lên một tầm cao mới. Những người thích nghe thể loại này thể hiện tâm trạng phấn chấn và vui vẻ sau khi nghe chúng. Bây giờ chúng ta đã hiểu về điều mà dân quẩy hay nói rồi đó. 5. Nhạc buồn. Trái ngược với danh tiếng của nó, nhạc buồn thực sự giúp người nghe xử lý cảm xúc của chính họ thông qua âm nhạc của các nghệ sĩ. Phản ứng lại và cuối cùng họ cảm thấy tốt hơn.
Vậy nên lần sau đừng ngại đắm chìm trong một bản nhạc u sầu nào đó nếu bạn cảm thấy buồn. 6. Âm nhạc chữa bệnh hoặc thiền định. Nghe thể loại nhạc này nghĩa là trị liệu. Nó tác động trực tiếp đến hệ thần kinh đối giao cảm, giúp cơ thể bạn thư giãn và sẵn sàng cho giấc ngủ. Nhạc chữa bệnh cũng giúp bạn bình tĩnh ngay lập tức khi bạn lo lắng, và nó được xem là một thể loại nhạc hoàn hảo để thực hành thiền định. Âm nhạc là một lối thoát nhanh chóng và có sức ảnh hưởng đến bạn với từng nốt nhạc. Là một người nghe nhạc tích cực cũng giúp bạn giảm khả năng co giật, giúp bạn trở thành người giao tiếp tốt hơn, gợi lên ký ức, giúp bệnh nhân Parkinson, giúp tinh thần bạn mạnh mẽ hơn. Bây giờ chúng ta đã biết rằng âm nhạc có ảnh hưởng lành mạnh đến não bộ của chúng ta, chứ không phải là thứ khiến chúng ta phân tâm. Vậy thì danh sách phát tiếp theo của bạn là bài gì? Đăng ký bạn tò mò để xem thêm những video tương tự. Hôm nay chúng ta sẽ nói về ma. Điều gì xảy ra khi chúng ta chết? Đó là một câu hỏi mà mọi người đã đặt ra hàng ngàn năm nay, và họ vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác. Và một số người tin rằng khi chúng ta chết, linh hồn của chúng ta vẫn còn trên trái đất dưới dạng một hồn ma. Những câu chuyện ma đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Các linh hồn cả thiện và ác luôn vươn tới và cố gắng tương tác với thế giới của người sống. Tuy nhiên, các nhà khoa học nói gì về những câu chuyện ma quái này? Mặc dù hàng triệu người tuyên bố là có trải nghiệm với ma, nhưng có rất ít bằng chứng vật lý chứng minh sự tồn tại của ma. Thay vào đó, chúng ta có một số lời khai của nhân chứng và những bức ảnh thỉnh thoảng có hạt kỳ lạ. Giờ đây, tất cả chúng ta đều biết việc tâm trí của chúng ta thỉnh thoảng có thể giở trò gì với chúng ta, và đây là một trong những lời giải thích chính của các nhà khoa học đưa ra cho những người gặp ma. Bộ não của bạn là một cơ quan cực kỳ mạnh mẽ và có thể điều khiển phần còn lại của các giác quan. Hình dung tình huống sau: bạn đang ở một mình trong một tòa nhà vào ban đêm, bên ngoài trời đất tối và có một cơn bão. Đột nhiên bạn nghe thấy một âm thanh có két nhỏ và trí tưởng tượng của bạn ngay lập tức hét lên: ma! Trên thực tế, âm thanh đó có thể chỉ là một cái ống cũ đang đá vào bánh răng, nhưng sự kết hợp của bóng tối, sự vắng vẻ, bầu không khí rùng rợn bên ngoài, tất cả khiến bạn đi đến kết luận rằng có điều gì đó huyền bí đang xảy ra. Vậy chúng ta thường nhìn chằm các hình dạng và bóng tối ở ngoài tầm nhìn của chúng ta, bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy đầy đủ chi tiết, và vì vậy chúng ta giải thích nó thành một cái gì đó không đúng. Hiệu ứng này được gọi một cách tượng hình là hiện tượng khóe mắt. Bởi vì chúng ta khó thấy rõ khoảng cách và chi tiết ở vùng khóe mắt, chúng ta chỉ thấy những thứ không có ở đó, bởi vì chúng ta đã ở trong trạng thái lo lắng và hoảng sợ do đường ống kêu có két. Tâm trí của chúng ta lại chơi những trò cũ của nó. Một trong những câu chuyện nhầm lẫn nhất được đưa ra lần đầu tiên, một người phụ nữ tên là Carrie Puppy. Carrie đã có một số trải nghiệm huyền bí, cũng như phải chịu đựng những cơn đau ngực dữ dội. Cô ấy thậm chí còn cố gắng làm sạch nhà của mình bằng cách đốt cây xô thơm. Cuối cùng, người ta phát hiện ra rằng cô ấy có một lò hơi bị lỗi đang rò rỉ khí CO gây chết người vào nhà cô ấy. May mắn thay, sự cố đã được khắc phục trước khi nó có thể trở nên nguy hiểm. Kể từ đó, các nhà khoa học nhận ra rằng ngộ độc khí CO có thể dẫn đến ảo giác, thị giác và thính giác, dẫn đến lý do tại sao một số người lại nói họ gặp ma. Có một số nguyên nhân khác gây ra ảo giác, thị giác và thính giác như tê liệt khi ngủ, bệnh tâm thần và thậm chí cả sóng hạ âm. Đây là phạm vi âm thanh tồn tại ngay dưới phạm vi thính giác bình thường của chúng ta. Các nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng sóng hạ âm có thể gây ớn lạnh và cảm giác bị theo dõi. Câu hỏi về điều gì sẽ xảy ra với chúng ta khi chúng ta chết vẫn chưa được trả lời, và nó có thể sẽ không được trả lời trong cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, ít nhất chúng ta có thể biết được một số cảnh tượng ma quái diễn ra là do các kích thích tâm lý và thể chất đơn giản.